chào các bạn thân mến. Hôm nay thì anh em mình sẽ tiếp tục đi tới một cái địa điểm mà này hoặc là hoang sơ để đi cắm câu nha. Các bạn thân mến, hôm nay thì anh em mình sẽ tiếp tục làm một video mới ở cắm câu ở rừng U Minh nha các bạn. Ở đây thì U Minh thì các bạn đã biết rồi, đặc sản cá thì rất là nhiều nha. Anh em mình thì có những ở đây vài ngày để bắt cá. Ở đây là ngay cái cống như vậy. Nên xui là có cái lóc khủng ở đây đó. Tại vì U Minh thì cá thì rất là nhiều. Đấy, xin nhá, lên bắt sẵn. Ngay luôn nè. Nếu có, xin nhớ sông. Cắm nhẹ thôi, lắc nháy thôi, hết hết nhảy nổi gì. Đi vừa. Cần thứ hai nha. Rồi tiếp giờ thì lấy lại chụp được tấm hình. Đây có một cái cần thủ đi ghê cá lóc cái gì nha các bạn. Nãy giờ được 3 cần rồi nè. Giờ sẽ tiếp tục tới cần thứ 4. Mình thì chuẩn bị tới 7 cần đó. À, có một chú này ăn cục cá nè. Coi coi cái lợi rồi. Này khoảng cái lợi. Dạ. Đưa có mà. Bây giờ đưa rồi. Mới dạ không hay lua đó, bữa nay cháu bận rồi. Nào không có hai con Vũ ơi. Không dạ dạ.
ông chạy chiếc ghim á. À giờ ghim chứ không ấy quá, ông sĩ quá. Ông không xài trong tre á. Cái này anh câu cá chứ không phải anh đuôi cá lóc hả? Câu. Cái này câu cá gì chú? Cái rô. Xem cần thủ này câu cá rô này. Mình tiếp tục đi đánh câu, mình xíu quay lại coi chú câu cá nha. Hôm nay chắc gắn nhiều dữ nè. Đây là có chín lương như là thương. Tối thế nào cũng có cá. Thì cái chỗ này U Minh mà cá là thiếu gì. Đây luôn. Kiếm anh xui được con cá cá ký. Rồi. Trời thứ 5. Bây giờ đi dài vô trong. Thêm 2 cần nữa là sẽ hết. Cảnh rất là đẹp nha con. Rừng tràm U Minh. Thank you.
tới kia kìa. Chỉ cắm được cái này. Chụp má nổ kiến nha. Rồi, cần thứ 7 nha. Hết. Giờ chỉ đợi tối tối mình sẽ đi thăm. Giờ sẽ bắt đầu đi thăm. Mất mồi trời. Mất mồi nha. Mồi trời. Cá nữa lôi vô má dữ. Cái cần cỏ không lôi chắc bị cần. Má lôi ít cái cần rồi. Giờ mình móc lại để sáng mai mình sẽ đi thăm nha. Ngay cận của mình nha. Vẫn còn nhái. Tôi chưa thấy tôi. Đúng rồi, cái chỗ này 2 tuần rồi. Thay mồi đi. Đúng rồi. Đúng rồi. Điều mình quá cho mũi rồi. Quá trời mũi à. Rồi mắt nhái mình sẽ cắm lại nha. Mắt lại. Ủa kia cũng còn luôn hả? Còn nhái thôi kìa. Điều đó ai chả biết. Một đẳng cấp chắc sức cái cấp rất là cao. Nếu mà kéo thì vẫn còn thấy. Đi thăm câu các bạn ơi. Ngày hôm qua mình có dặn câu ngay diện chạm nè. Con này nó không dính các bạn ơi. Mẹ tối con cá nó kéo nè. Nó cắm đầu ở dưới luôn. Không dính cá được. Con này vô các bạn ơi. Chị như dính rồi bạn ơi. Cái này dính dính cá các bạn ơi. Cá nó lùi rồi, nó lùi rồi. Đó, rồi thấy không? Ủa, chết queo luôn rồi. Cá chết queo luôn rồi. Đợi út ngựa, chết queo luôn rồi. Đây một cừng nữa mà cũng mất bọc rồi các bạn. Cá đang hết mồi luôn rồi. À, cá dừng chàm dữ quá. Ở đây có 2 cần các bạn. Cần bên đây nó có cá kéo các bạn ơi. Rồi cũng lắc luôn má. Cá nó rỉ vô trong đây nè các bạn. Một cục luôn trời.
Thôi cái này về á mình gửi sau. Tới cần bên này. Cần này nhưng không muốn dính gì mà. Cần này không dính nhưng mà cũng hết mồi luôn. Quá hay. Há cá lóc này ghê thiệt các bạn ơi. Cần này cũng mắc bọc rồi các bạn ơi. Hết mồi luôn rồi. Ui. À, cá kìa, cá ục kìa. Các bạn thấy không? Cá ục quá trời luôn kìa. À, cái này vô câu cái gô đã luôn các bạn ơi. Cái này là cần cuối nha các bạn. Cá nó kéo nằm sát nước luôn kìa. Rồi. Bọc luôn. À, được mỗi cá một trời. Ok. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha các bạn. À, vườn tràm này chắc mình sẽ quay lại thời gian nào đó để mình nhấp cá hoặc câu cá các bạn ơi. Rồi, bye bye, chào các bạn nha. Chúc các bạn buổi sáng là vui vẻ.